Đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đi qua trực tiếp 4 địa phương là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An sẽ kích hoạt toàn bộ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là khu vực quan trọng đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Theo quy hoạch, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 76,34 km, đi qua thành phố Hồ Chí Minh 47,51 km, thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh. Tại tỉnh Đồng Nai dài khoảng 11,26 km, đi qua huyện Nhân Trạch. Tại tỉnh Bình Dương dài 10,76 km, đi qua các thành phố Dĩ An, Thủ Dầu Một và Thuận An. Tại tỉnh Long An dài khoảng 6,81 km, đi qua địa bàn huyện Bến Lức. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nêu thực tế, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo ra một trục giao thông chiến lược, nối kết và lan tỏa, tạo tiền đề để tháo gỡ các điểm nghẽn, mở ra hướng mới để phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Thực tế cho thấy ở đâu có đột phá về giao thông thì chắc chắn ở đó có đột phá về kinh tế. Ngược lại, không có đột phá về hạ tầng giao thông sẽ rất khó đột phá về kinh tế, xã hội, đời sống. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết. Về phương thức đầu tư, đây là dự án đầu tư công theo cơ chế góp vốn giữa trung ương và địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương quyết tâm triển khai thành công dự án. Bởi đây là lần đầu tiên trung ương rót số vốn lớn cùng địa phương để thực hiện. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân các địa phương đã có nghị quyết về bố trí vốn làm đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Vì các địa phương có nguồn thu ngân sách lớn nên việc bố trí vốn hết sức thuận lợi. Ngoài ra có thể phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để huy động thêm nguồn vốn khi cần thiết.